chúng ta cùng đi tham quan Tam Cốc. Mình phải đi theo diện là người nước ngoài. Hey. Hai người một tàu. Say hi to Vietnam. Hello. Hello from France. Hi, bonjour. 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 Và phía sau mình là một anh bạn người Pháp. À, do không có nên là phải xe chung thuyền. Chào các bạn. Bây giờ thì mình đang ở Tam Cốc, Ninh Bình, ở trong quần thể gần với Tràng An. Thì cảnh vật ở đây phải nói là rất là tự nhiên, núi non rất là hùng vĩ. Và khi mà các bạn ra với Tam Cốc thì các bạn sẽ được trải nghiệm đi trên thuyền của người dân ở đây. Đặc biệt thì người dân ở đây có một cái điểm rất là lạ là người ta sẽ chèo thuyền bằng chân chứ không phải bằng tay. Các bạn có thể để ý ở bên kia. Các cô ở đây sẽ chèo thuyền bằng chân. Rất là thoải mái, khi mà dùng chân như vậy thì vừa có thể chơi điện thoại này, nghịch điện thoại, lại còn có thể được chơi ngắm cảnh, rất là thoải mái. Nếu như các bạn nào mình muốn luyện cơ chân thì mình có thể ra với Tam Cốc Ninh Bình. Thank you.